Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại đây có phơm bài của mình đang có, đó chính là ba sử gia, xạ thuật sư và đấu sĩ nha. Và đang đi chung với Kobuko, Riven, Garen và Stevie một sao ha. Còn tướng đêm chính của mình đang có, đó chính là con bạch này tướng 3 tiền một sao. Và đang cầm tới tận là ba cái trang bị lớn nha, Sojin, Cuồng Đa và Quyền Trượng ha. Và từ đầu game mất tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà đang chủ thu 5 trận rồi nha mọi người, và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Chỉ còn 62 máu thôi ở rào bài chấm như này. Gặp luôn công này một cái phơm bài, úi xồi, level 4 anh em ơi, gần 50 tiền hơn quá nha. Cái ông này á lại chứa xà tiền nha mọi người. Ok, và đây rồi cái trận thắng đầu tiên rồi nha, tuyệt vời luôn đó chứ. Và mình cũng đang tích được một cái lượng tiền lãi, nói chung là cũng khá là ổn khi mà level 5 nửa kép rồi và còn hơn 50 tiền nha mọi người. Khá là ok luôn đó chứ. Để cùng thử xem cái lõi thứ hai nào. Lõi vàng trang bị Pandora, ăn uống đầy đủ với lại là văn bia anh em ơi. Roll luôn nha, khảm bảo thạch khá là ngon nha mọi người ơi. Lấy luôn nha, kỹ năng của tên bạn có thể chí mạng và tăng thêm sát thương chí mạng nha. Roll luôn nha mọi người, mình đang muốn kiếm tướng 2 tiền đây ơi. Có luôn rồi này mời, đắp đồ luôn cho em nói nha. Roll nốt luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình đang muốn combat là cái nhẽ. Ô, hai con rồi nè, một con nữa. Riven 2 sao lên trước cho em nói nha mọi người. Mình cần dây này 2 sao á. Aya Ron kìa, nó mơ nó xui điên luôn á chứ. Xui ác luôn á chứ. Ron được Riven 4 con, có hết mang tướng 3 tiền 2 tiền khác rồi anh em ơi. Nhưng mà dây này có sẵn 2 con rồi nha. Cái quan trọng á, nó đang cầm tới tầng là 3 cái trang bị lớn nha mọi người. Nếu như mà không lưu được 2 sao á thì khá là khó luôn để mà giữ được cái chủ thắng nha. Gặp luôn công này một cái phơm bài thần tài level 5 hơn 50 tiền á. Hơn như nè mời, cái ông này cái phơm bài thần tài thì không phải là quá mạnh. Tại vì thần tài là mọi người phải nổ hũ được nha. Thì bắt đầu mạnh lần, ông này thì còn hơi yếu á, tại vì chưa nổ hũ anh em ơi. Ok, chắc chắn là thắng luôn rồi đó. Rồi, chủ thắng 2 trận luôn mọi người. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái phơm bài meta tướng 2 tiền Gory nha. Đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ dễ chơi luôn nha mọi người. Đó chính là bài Zanakari đi chung với Long Vương nè, rồi quý nhân sử gia luôn nha mọi người. Ui ôi, cái con danh này là nó chôn mình hay sao anh em ơi. Hồi rao trước á, Ron gọi là tán gia bại sản luôn thì không lên được 2 sao. Rao sau á, để nó tự ra thì tự lên anh em ơi, thế nó mới cày chưa. Không sao anh em ơi, lên được là ok rồi. Và chắc chắn rồi nha, trước khi mà mình làm video meta á thì anh em ơi hãy đừng quên kéo xuống cái phần bình luận để ghi ở phía dưới. Tại vì sao, mình có để cho mọi người một cái link đồ hình chuẩn nha, để cho anh em cùng xem qua tham khảo. Nói chung là khi mọi người chơi một cái phơm bài tướng 2 tiền carry như này, anh em chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi nha. Thứ nhất, tướng 2 tiền, 3 tiền hoặc là 1 tiền khi mà carry gánh tem nó bắt buộc phải là 3 sao luôn. Cái thứ hai, nếu như mọi người vẽ được đó nha thì cố gắng vẽ cho nó 3 cái trang bị chuẩn nhất có thể luôn á. Và theo như mình tìm hiểu được nha mọi người thì combo 3 trang bị đẹp nhất, chuẩn nhất khi mà chơi Zanakari á, đấy chính là Sojin, Quyền Trượng và Cuồng Đao á. Nó có hồi mana nè, có phép nè, có tốc đánh nè, thật sự là có đầy đủ luôn á. Thiếu một cái á là thiếu hồi phục thôi anh em ơi. Nhưng mà làm sao, tại vì con danh này á, kỹ năng của nó nha đã có một cái lượng giáp rất là lớn rồi, cũng như á có một cái lượng sát thương theo thời gian cũng uy tín lắm anh em ơi. Và chắc chắn rồi á, mấy cái phơm bài tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền như này á, cái tỷ lệ lọt tóc của mọi người nó sẽ rất là cao luôn. Nếu như mà lúc đầu game anh em hên hên tí, kiểu như là đồ chuẩn sớm nè, tướng 2 sao hoặc là 3 sao anh em ơi, roll nó tự ra sớm á thì khá là dễ chơi luôn đó nha. Lúc đầu game thì mình cũng muốn thua thua một chút anh em ơi. Thứ nhất á, là tích chuỗi thua lúc này nó cũng dễ hơn cái việc mà tích chuỗi thắng á. Mình sẽ được một lượng tiền lãi nó cao hơn, nó sớm hơn rất là nhiều, để mình lên được tầm level 6 sớm nha. Cái điều thứ hai á là mình fit máu để mà mình đi chợ trước và lấy được cái trang bị chuẩn nha mọi người. Anh em thấy không, mới có rào 2 chấm mà 3 chấm mà mình được 3 cái trang bị chuẩn rồi. Cái này fit máu đi chợ mới được chứ anh em ơi. Với lại là nó một phần đánh quá nó tự rớt nữa, nói chung là cũng khá là hên. Cái lõi vàng đầu tiên của mình đang có, nói chung thì đây cũng là một cái lõi combat nha. Đó chính là cây cung thần tốc cho đội hình của mình tốc đánh nè, và một cái mảnh trang bị cung gỗ nha mọi người. Lõi 1, lõi 2 của mình đều là cái lõi combat cả. Và khi mọi người chơi á, anh em phải có ít nhất là từ 1 tới 2 cái lõi combat nha. Còn lõi thứ 3 hoặc là cái lõi đầu tiên á, em lấy cái lõi thêm tiền nè, thêm lượt roll nè,
hoặc là thêm Neko, hoặc là thêm bất kỳ một cái việc gì mọi người đang cần á. Mấy cái firm bài 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền như này thì lên buy sell nó sẽ là ưu tiên nhất. Nên nếu như mọi người có mấy cái lỗi mà tăng thêm tỷ lệ roll, tăng thêm lượt roll, hoặc là có mấy cái kỳ ngộ nó cho thêm lượt roll đó nên ơi, hoặc là cho thêm tiền á, nó sẽ rất là ngon luôn đó nha. Và khi mọi người chơi cái bài Zanakari này á thì em sẽ roll nó tầm level 6 ha. Tại vì level 6 là một cái tỷ lệ roll tướng 2 tiền nó sẽ rất là cao luôn á, với 40% luôn đó nha. Mọi người roll tướng 2 tiền buy sell á thì roll nó tầm này là cực kỳ chuẩn rồi. Nó vừa đủ để tròn luôn một cái firm bài, nó vừa cực kỳ đẹp luôn, một cái tỷ lệ roll tướng, roll kiếm 3 tiền 2 sao. À nhầm, 2 tiền 3 sao chứ em ơi, nó sẽ khá là dễ luôn á nha. Ông này ủa xồi, ông này bắt đầu xài tiền á em ơi. Thắng nổ ông ta. Janna nè. Bóp lên nè, giáp một đống, sát thương một đống luôn rồi em ơi. Nhờ cái lõi vàng thứ hai của mình đang có thì kỹ năng của Janna á nó cũng đã có thể chí mạng rồi nha mọi người. Nó vừa bóp giáp, nó vừa có đam luôn như thế này, tem bạn thật sự là thở oxy luôn á chưa. Hồi bữa giờ mình cũng đăng rất là nhiều những cái firm bài meta tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền carry khác rồi nha mọi người. Và tất nhiên rồi, cả những cái firm bài 4 và 5 tiền carry nữa, Exodia đó nha. Nếu như mọi người mà muốn lọt top dễ nè, hoặc là muốn top 1 mà nó không phải là quá khó khăn á, thì nó có thể chơi mấy cái firm bài mang tướng 3 sao này nha. Tại vì anh em chỉ cần đủ hơn thôi thì top 1 nó sẽ rất là dễ luôn, hoặc là cùng lắm á là lọt top anh em. Là mấy cái bài này chỉ cần roll 3 sao kiếm đồ chuẩn sẽ là ok rồi nha. Mà nếu như mọi người có thêm được mấy con Long Vương rồi ấn hiền giả hoặc là ấn quý nhân á thì nó sẽ là càng tốt thôi. Và con cây le này á mọi người sẽ không có lấy cái búp tóc đánh cũng như á là cái búp hồi phục nha mọi người. Anh em lấy giúp mình á là cái búp phép nha. Cái búp tăng thêm phép á nó sẽ là màu xanh xanh nè anh em ơi. Màu xanh dương. Búp hồi phục mà mình nhớ không nhầm là màu xanh lá cây. Còn búp tóc đánh á là màu đỏ nha. Mọi người lấy giúp cho mình đó là cái màu xanh dương nha. Ok, danh na 5 con luôn rồi nè. Đổ đồ luôn nha mọi người. Đổ đồ luôn á. Lắp đồ vội luôn cho em nó nè. Đây, được combo 3 cái trang bị tăng thật sự rất là chất lượng luôn á. Ui, gặp luôn cái ông này một cái firm bài 5 thằng tài anh em ơi. Dana khá là ngon. Trong lúc mọi người roll kiếm danh na nè thì nên có thể nuôi thêm cả Dana hoặc là Soraka 3 sao luôn á. Nhưng mà nó sẽ rất là khó anh em ơi. Tại vì Dana với lại là con Soraka á, là những cái vị tướng 3 tiền. Nuôi chung 3 sao á nó sẽ hơi khó. Tại vì tướng 3 tiền thì là roll tướng level 6 á chỉ có là 25% thôi. Còn tướng 2 tiền là gần 40%. Nó cao hơn hẳn luôn mà. Ok, để cùng thử xem cái loại thứ ba nào. Loại vàng tiếp à. Huy hiệu đấu sĩ thăng hoa với là ngân sách cân bằng. Chắc là mình sẽ lấy luôn cái loại tiền nha mọi người. Tại vì loại đầu tiên với là cái loại thứ hai của mình đang có thì đây là hai cái loại combat rồi. Mình nghĩ là cái lượng đam, cái lượng combat đó là cũng đủ rồi nha mọi người. Mình đang muốn có thêm tiền để mà mình roll tướng kiếm 3 sao nó càng sớm sẽ là càng tốt. Và cái loại ngân sách cân bằng này ở cái loại thứ ba á nó cũng sẽ giúp cho mình có thêm được một cái lượng tiền cao luôn á nha. 9 tiền mỗi round kéo dài tới tận là 4 round luôn nha mọi người. Hồi trước á là chỉ có 7 tiền thôi, nhưng mà Riot gọi là nâng cấp nó lên tí nè em ơi, búp sức mạnh lên một tí là được 9 tiền ở tầm ra 4.2 như này. Nếu như mọi người lấy cái lõ này ở ra 3.2 á nó cũng chỉ là 7 tiền thôi nha. Ông này là một cái firm bài thiên cung Khajiit 3 sao, Yone 1 sao nhưng mà đang cầm được cái trang bị cực kỳ chuẩn. Trong khi đó là cái firm bài của mình thì gần như là full 2 sao rồi em ơi. Chỉ có Galio tướng tăng cơ 9-4 tiền á thì mới có 1 sao thôi. Tại vì Ron tướng 4 tiền 2 sao ở level 6 như này nó cũng khá là ảo Mai Sikula luôn á. Danh na kìa, mọi người thấy không? Nó không chỉ là một cái vị tướng carry mà nó còn búp lên một cái lượng giáp thật sự là siêu to khổng lồ luôn á nha. Và với cái combo trang bị này của mình đang mang cho nó thì cái việc mà xịp bam kỹ năng á là liên tục luôn nha mọi người. Có cuồng đao nè, có xô dinh nè, và cái quan trọng nhất là cái quyền trượng nha mọi người. Cái quyền trượng này á nó sẽ giúp cho con Janna này đánh càng lâu càng dài á nó sẽ càng mạnh hơn.
Và chắc chắn rồi, khi mà về cuối game á, anh em cũng cần phải có thêm vài cái vị tướng phụ đam á anh em ơi. Cho nên mà không á thì nó cũng sẽ hơi đuối về cái mặt sát thương ha. Ok, tạm thời là dân này được 7 con rồi nha mọi người. Nói chung là cũng roll khá là hơn đấy, không phải là xui đâu. Ông này có phơm bài thần thoại à. Ây da. Ờ đúng rồi, nãy giờ quên nói với anh em chưa, cái cổng của mình đang chơi á là cổng vương miện chiến thuật nha. Mới vào mọi người đường cái được thêm một slot tướng anh em ơi. Trời ơi, Galio nó tăng kìa anh em. Gen này búp dép liên tội luôn rồi. Mọi người nhìn kìa. Uầy. Vừa có đam, vừa có tăng luôn. Chịu gì nổi anh em, chịu gì nổi anh em ơi, nãy xứ. Và đó là cái chủ thắng 8 trận rồi nha. Combat lại vội luôn ấy chứ. Đầu game phít máu chiêu chiêu để mà đi chợ trước thôi anh em ơi. Bây giờ combat là đẹp luôn, là đẹp luôn. Đi chợ tướng 5 tiền là có UD với lại là AZ à. Ủa, không có cần cho lắm anh em ơi. Sau khi mọi người đã kiếm được cái combo 3 trang bị chuẩn cho con danh này rồi á, thì mọi người sẽ chuyển sang kiếm đồ tăng nha. Nói chung là đồ tăng á thì anh em sẽ không có cần phải là đồ tăng chuẩn đâu. Anh em chỉ cần mấy cái trang bị mà nó thông dụng thôi là được. Như là giáp gai, giáp máu, nỏ sét, vuốt rồng, thú tượng hoặc là trái tim á là ok rồi, không có cần phải đồ chuẩn đâu nha anh em. Đây có cái nỏ sét lắp luôn nha. Cái nỏ sét này là một cái trang bị giảm kháng phép rất là hiệu quả luôn á. Và nếu như mọi người để ý thì gần như tất cả tướng carry của mình đang có ở trong đội hình này á thì đều là sát thương phép cả. Yara, Soraka, Yana, Kayle và cả con Dana và Galio luôn nha mọi người. Ok, và đó là Yana 3 sao. Ở ra 4 chấm đi chung với 3 trang bị lớn rồi nha. Này là siêu mạnh luôn rồi đấy. Đấy, đội hình của mình thì toàn sát thương phép không à. Nên có một cái nỗi xét này thêm đó anh em ơi. Thì thật sự là như hổ một thân cánh gì đó. Quá mạnh đi. Yana búp dép là liên tội nha. Lên dép nè, sát thương anh em ơi. Mỗi khi mà nó búp dép á, nó cũng gây ra được một cái lượng đam đó anh em. Đó. Nói chung đam sốc thì không nhiều. Và mỗi lần nó gây đam á, nó cũng chỉ gây được có một chút anh em. Nó không dính được nhiều đứa quá, dính được có tầm 1-2 đứa thôi. Nhưng mà như vậy là cũng đủ rồi. Cái quan trọng là có xô dinh và cuồng đao, xài kỹ năng như hắc luôn, liên tục mà. Neko triệu hồi một tinh linh 5 vàng ngẫu nhiên, trợ giúp trong vòng 3 vòng ha. Trong 3 vòng Lissandra, ok, có thì mình bú hơn anh em ơi. Phơm bài chuẩn á, thì mọi người sẽ kẹp đi chung với càng nhiều Long Vương và càng nhiều quý nhân sẽ là càng tốt nha. Cũng như là cái hiền giả luôn nha mọi người. Tại vì mấy cái tộc hệ quý nhân nè, Long Vương nè và hiền giả á, nó kích hoạt thêm mốc là 2, 3, 4, 5 các kiểu nha. Có nghĩa là mọi người chỉ cần bỏ thêm một cái vị tướng hiền giả Long Vương hoặc là quý nhân thôi thì nó cũng sẽ kích được thêm một mốc rồi. Nên mọi người kích hoạt được càng nhiều, lên được level hoặc là lượm được mấy con á, càng nhiều sẽ là càng tốt nha. Mình là được Lissandra, ông này là được Huawei à. Ây da. Huawei 3 vòng, nếu mà vẽ mang tướng 3 tiền là vừa đẹp luôn á. Mà danh này nó búp giáp kìa này mơ, thật sự là hủy diệt luôn á. Ok. Vậy chắc chắn rồi nha mọi người, mới có phơm bài tướng 2 tiền như này á, mọi người mà không có lên được tướng 3 sao sớm á thì nó sẽ rất là đuối, nó sẽ rất là thiếu đam vào lúc cuối game. Anh em phải là 3 sao sớm. Nếu mà 3 sao càng sớm á thì mọi người sẽ được một cái lợi thế rất là lớn lúc đầu game luôn á, là mọi người sẽ gần như là 96,69% luôn sẽ thắng được cái trận đó. Mà khi thắng trận á, anh em sẽ đẩy máu người ta. Mọi người càng mạnh á thì khi mà đẩy máu á, chết nó càng nhiều tướng. Đấy, đúng không? Thì khi mà càng nhiều tướng á, máu của người ta chưa càng nhiều thì cái tỷ lệ out top của người khác á, nó càng cao, giúp cho anh em lọt top á, nó sẽ dễ hơn. Nên đó là lý do khi mà chơi có phơm bài 2 tiền á, mọi người sẽ được một cái lợi thế rất là lớn luôn. Lắp đồ trước, chốt bài trước và roll tướng trước nha. Còn mấy con kia thì phải tích tiền đúng không anh em? Tích tiền, roll trễ, xong rồi chốt bài trễ. Mà nếu mà chốt bài trễ thì có thể luôn nha, lắp trang bị trễ. Thì lúc đầu game mình chắc chắn là không mạnh bằng những cái phơm bài 3 sao carry như thế này rồi. Mà về cuối game thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nha mọi người. Hên xui à. Ok, tạm thời là như vậy đi.
Tại vì danh này đã bay sao rất là sớm anh em ơi. Nên mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền lên level 8, level 9 đi. Để kẹp thêm được nhiều cái vị tướng thêm nữa. Hôm nay là 3 sao Darius đang Ronjone với lại là Alune 3. Trong khi đó là Yorick cũng 3 sao full tăng luôn rồi. Ok anh em ơi, thắng được Janna kìa, nó búp kìa. Nó búp liên tội luôn. Chỗ sát thương anh em ơi, nhìn cũng gớm chứ bộ. Hơn 7 cái đam chứ bộ anh em ơi. Nó là tướng carry chính mà, nó chắc chắn rồi cái lượng đam nó phải có chứ. Hơn 7.000 đam nha. Mặc dù không phải là quá ấn tượng nhưng mà đủ anh em ơi, như vậy là đủ rồi. Và nếu như mọi người có bất kỳ một ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mà cứ bình luận ở phía dưới nha. Ok, bỏ thêm con Lee Sin nè và kích được luôn thêm cái hệ Long Vương này nha mọi người. Một cái tập hệ tăng thêm một cái lượng sát thương cho tướng carry Long Vương á, khá là cao. Gặp cầm top 3 à, ô mình lọt top luôn rồi này, ngon. Ông này là Yasu 3, Sen 3, Katlin 3, Janna. Đánh càng lâu nó sẽ càng mạnh nha mọi người ơi, tại vì nó kích được cái cuồng đao với lại là cái quyền trưởng á. Trời ơi, nhức cái nách ta này mồi, ngọt sớt luôn á chứ. Mấy cái bài 1-2-3 tiền carry á thì mình nghĩ là mọi người nên đánh theo meta nha. Có nghĩa là đánh theo phiên bản á. Cái phiên bản nó sẽ cập nhật, nó sẽ giảm sức mạnh cái vị tướng này, tăng sức mạnh thêm cái vị tướng khác thì mọi người cần phải biết được ha. Tại vì nhiều khi mấy cái bài 4 tiền á, ăn nớp nó không có quan trọng lắm anh em ơi. Mấy cái bài 4 tiền thì gần như cái meta nào nó cũng xài được cả. Chủ yếu là mọi người có đép được máu là level để mà roll tướng hay không thôi. Còn mấy cái bài 1, 2, 3 tiền như này á, thì mình nghĩ là mọi người cần phải chơi theo phiên bản cập nhật của nó đó. Con nào mạnh thì mọi người chơi. Con nào bị nớp yếu rồi á, thì mọi người nên né né ràng chút. Nếu như mà nó tự ra tướng á, nó độ anh em quá á, thì nó có thể chơi nha. Còn không thì cũng đừng nên spam mà anh em ơi. Trận này có tới tận hai ông chơi cái bài Zone. Nhưng mà hai công này là chơi hai cái form bài Zone carry khác nhau luôn anh em. Một ông là Zone thiên cung đi chung với tử thần, một ông là Zone hắc ám đi chung với tử thần nha. Và cả hai cái form bài này cũng đang rất là mạnh luôn nha mọi người. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cả hai ông này thì đều vẫn chưa lên được Zone 3. Tại vì Zone là một cái vị tướng 3 tiền anh em. Cái lượng tướng á, nó cũng hạn chế thôi. Nó chỉ đủ tướng cho duy nhất một ông lên được 3 sao thôi nha mọi người. Nếu như cái ông kia là được 3 sao rồi thì chắc chắn ha, cái ông còn lại á, sẽ không có tướng là được 3 sao nha. Trừ khi á, ông vừa có Neko cỡ nhỏ, có Neko cỡ lớn hoặc là có thêm cái con hơi quay nha mọi người ơi. Nó vẽ tướng thôi. Nhưng mà roll tướng 3 tiền level 7 thì kiếm đâu ra con hơi quay để mà vẽ tướng này anh em ơi. Mà nếu mà bỏ hơi quay vào á, thì mọi người phải chấp một cái slot tướng nó không có kích được tập hệ nên nó cũng hên xui lắm. Đấy, chơi cái bài 3 tiền như là như vậy anh em ơi, bị giành tướng nè, bị chơi chung bài nè, không được 3 sao á thì gần như là end game nha, nên nó cũng sẽ rất là khó chơi, đâu phải dễ đâu anh em ơi. Rồi bỏ luôn Rakan và kích được luôn cái hệ quý nhân và Long Vương nè, tuyệt vời luôn á chứ. Lắp đồ luôn cho em nó nha mọi người. Con Galio này mình mong là tự lên 3 luôn. Nó tự lên lộn. Galio này tự lên 2 luôn là đẹp. Không có cần phải làm gì nhiều. Ông này King the Red Carry mà Ron từ nãy giờ ở level 6. Không lên được King the Red 3 hả? Xui dữ trời. 8 con rồi kìa anh em ơi. Có Gna, có AZ các kiểu rồi có mang khác. Thần rừng 2 sao hết cả rồi anh em ơi. Nhưng mà chưa lên được King the Red 3 hả? Ron gì đúng xui luôn á nha. Tính ra là mình roll được Janna 3 cũng ở level 6 nha mọi người, ở round 4 chấm luôn rồi đó. Mà ổng chưa lên được con King Red 3 sao mà sóc qua round 6 chấm luôn rồi. Hãy đứng trong vũng nước để bắt cá. À, bắt được càng nhiều thì phần quà nó càng nhiều thôi anh em ơi. Mỗi ông đứng ngồi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi ông đứng ngồi. Ô kìa ba. Ố, bị lỗi hả? Ố. Ok, ok.
bắt cá. Đủ gì đây, cho hẳn một cái Nerco luôn đi, một cái Nerco. lên Rakan 2 cho nó dễ đây mọi người, hoặc là lên Galio 2 luôn á chứ, hoặc là một chút tiền. Ok, đúng là một chút tiền thiệt anh em ơi. Rồi, level 9 luôn rồi nha. Neko 2 à, không cần chơi lắm nha mọi người. Nó ra nhiều thế. Bỏ vô chơi tạm đi. Nói chung là Neko này không cần chơi lắm á anh em. Nhưng mà nó tự ra thôi á, chơi luôn. Ok. Mình đang roll kiếm bằng Galio 2 mà sao roll nó không ra ta. Ờ lại gặp cái ông này rồi. Ồ, trận trước mới gặp, bây giờ gặp tiếp anh em. Ồ, ảo vậy. Trận trước là mình gặp bản thật nha, bây giờ gặp tiếp mọi người. Mình quay gì đây, gặp hai trận liên tục luôn mà. Holy shit. Thế thì quá xui cho cái ông này rồi. Tôi vừa mới lên level 9 xong luôn á chứ. Trời ơi, hơn 9 cái đam anh em ơi, hơn 9 cái đam với cái con bài gọi là danh na này. À tôi hiểu tại sao cái ông top 3 không lên được Kindred Red 3 sao rồi. Tại vì công top 2 á là ông cũng đang chơi Kindred Red 7 con rồi nha mọi người. Cũng đang chơi Kindred Red, một ông thì 8 con, một ông thì 7 con. Cả hai ông đều không lên được Kindred Red 3. Tội thật sự á. Chịu luôn. Ông kia chơi Johnny thì bị giành tướng, ông kia chơi King Direct cũng bị giành tướng luôn. Hên quá mình chọn cái bài này, cái bài Janna, không có ai chơi, tuyệt vời luôn anh em. Ok, thêm một đống tiền nữa. Level 9 hơn 40 tiền rồi. Ui, giàu ác. Galio 2 sao nào. What the fuck? Mình roll level 9 đó anh em ơi, quần què đây. Ui ôi. Phải gọi là hết tiền luôn á anh em ơi, hết tiền hết bạc luôn mới lên được Galio 2. Mình thì mình cũng không có muốn bán cái con Lee Sin lắm anh em ơi, tại vì nó cũng sắp 2 sao rồi, nhưng mà phải bán nha. Để lên được Galio 2 sao cái. Con này thì con Rakan tướng 5 tiền của mình đang chơi nha mọi người. Họ roll tướng 5 tiền level 9 mà roll khó đi anh em ơi, tại vì tỷ lệ roll tướng 4 tiền, 5 tiền là 35% và 10% luôn á nha, là rất là cao, chiếm gần một nửa luôn rồi. Mà roll kìa đúng xôi luôn, chịu. Một trận nguyên sàn á, trận sau lòng kia đi luôn rồi, còn ngân tí máu à. Họ roll kìa. Roll 2 sao khó thế nhờ. Mà được cái là cái trận này lên được danh nail 3 sao sớm rồi nè, nên nó cũng dễ chơi. Không cần phải làm gì nhiều. Ba đồ chuẩn đi chợ với lại đánh quái á, nó toàn tự ra không à. Đó là lý do tại sao mình nói với anh em á, những cái phơm bài 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền gary á, mọi người nên chơi khi mà nó tự ra cho anh em nha. Có lõi đẹp, tướng nó tự ra lúc đầu game có được 2 sao dễ á, và cũng như là lõi đẹp nè, trang bị tự có nè, thì mọi người mới nên chốt bài nha. Ui, hôm nay khai dít 3 à. Khai dít 3 thì cà nó cũng đau đấy, đồ cũng chuẩn đấy, nhưng mà cào chết được cái dàn tăng của mình đang có hay không thôi, tại vì khai dít cầm vô cực ghê lưu vô cái dấp gai. Cào chắc gãy móng luôn anh em ơi, đi làm móng lại nha. Rồi, và đó chắc chắn sẽ là một cái trận đấu top 1 rồi do. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào mừng các bạn đến với BNU Store nha. Nào chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng cửa hàng ha. Anh em sẽ cảm nhận được sự đa dạng của sản phẩm cũng như là sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng chi tiết ở từng sản phẩm của BNU Store. Từ những chiếc quần Âu lịch lãm đến trang phục hàng ngày thoải mái, từ áo sơ mi thanh lịch đến trang phục thể thao phong cách, BNU Store tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với mọi tiêu chí của anh em. Nhân dịp một năm thành lập cửa hàng á, thì mình cũng xin được phép gửi đến em một cái chương trình tri ân đặc biệt, đó chính là ngập tràn quà tặng nhân 3 niềm vui. Với mỗi đơn hàng trên 300.000, mọi người sẽ nhận được hai chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là free ship, thứ hai là được chọn hai cái mẫu móc khó quà tặng tựa game đó cho chân lý nha. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em và mua thử một cái chiếc áo ở trên cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em cứ chọn vào những cái mẫu này mọi người thích đó, xong mà bấm chọn size nè,
rồi bấm thêm vào giỏ hàng nha là sẽ được thôi. Sau khi mọi người đã thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, anh em bấm thanh toán nha. Khi mà vào đây á, mọi người sẽ được tặng một cái phần quà miễn phí, đó chính là móc khóa nha. Anh em bấm vào chỗ này nè thì sẽ hiện ra hàng loạt móc khóa cho mọi người chọn luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em chỉ cần bấm thêm thôi là được nha. Và sau khi mọi người đã chọn được phần quà xong rồi á, anh em kéo xuống dưới đây và điền tất cả thông tin để giúp mình nha. Và như event của mình đã nói ở trước đó nha mọi người á, thì anh em được tặng thêm một cái mẫu móc khóa tùy chọn, anh em có thể ghi chú thêm ở dưới đây. Và khi thanh toán á, mọi người sẽ có hai hình thức nha. Một là chuyển khoản ngân hàng, anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn. Còn hai á là thanh toán khi nhận hàng nha mọi người. Và sau khi mọi người đã đọc xong rồi á, anh em bấm vào tích vào ô này nha, xong rồi bấm đặt hàng lại xong luôn rồi đó. Một cách đặt hàng rất là đơn giản và hiệu quả ha. Đây là hóa đơn của mọi người khi mà đặt hàng thành công rồi nha. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần sự hỗ trợ nào á, thì đừng ngần ngại nhắn tin với tụi mình ở đây nha. Sẽ luôn có nhân viên trực để trả lời mọi người. Hãy ghé bên U Store để ring về cho mình những sản phẩm thời trang ưng ý nhé mọi người.